Thưa quý vị, Đà Nẵng đang dồn sức chống dịch COVID-19 với quyết tâm cao nhất. Rất nhiều giải pháp đồng bộ được triển khai, trong đó công tác phân loại, xử lý rác thải y tế được đặc biệt quan tâm. Phản ánh của phóng viên thời sự. Đây là kho chứa rác y tế của Bệnh viện Đà Nẵng ở số 103 đường Quang Trung. Tất cả rác thải y tế được chứa trong thùng màu vàng để nắp kín. Chỉ khi nào xe vào thu gom mới mở cửa kho chứa rác, công nhân nhanh chóng di chuyển thùng rác lên xe, tiến hành khử khuẩn và đưa đi xử lý tại lò đốt rác thải y tế ở Quảng Nam. Nhiệm vụ này được giao cho công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và xây dựng An Sinh thực hiện. Về vấn đề về quy trình thu gom vận chuyển và xử lý thì ban lãnh đạo công ty rất là quan tâm theo dõi và luôn chỉ đạo nghiêm khắc về quy trình này. Anh em thu gom sẽ được trang đầy đủ trang thiết bị phòng dịch, rồi trên xe là sẽ có phun khử khuẩn trước và sau khi xử lý, sau đó là sẽ chở bằng vận chuyển bằng xe thùng kín, tránh gây phát sinh chất thải ở ngoài môi trường, và chất bồng của chất thải sẽ được xử lý trong ngày bằng phương pháp tiêu đốt, không có để tồn động hay là ứ trọng qua ngày. Còn đây là bệnh viện dã chiến Đà Nẵng đặt tại khu ký túc xá phía tây thành phố, nơi đang điều trị rất nhiều bệnh nhân F0. Việc thu gom xử lý rác y tế được thực hiện theo quy trình nghiêm ngặt, luôn có sự phối hợp chặt chẽ giữa bệnh viện và đơn vị thu gom. Theo đó, rác thải được nhân viên bệnh viện thu gom đưa về lưu giữ tại nhà chứa rác, sau đó sẽ được đơn vị chức năng đến thu gom. Trước khi mở cửa nhà chứa rác và sau khi chuyển hết rác đi, khu vực này luôn được phun khử khuẩn. Cái lượng rác thải ở đây thì rất là nhiều, bình quân là một ngày là khoảng 700 đến 1 tấn và được cái đội ngũ vệ sinh vận chuyển đúng theo quy trình, theo hướng dẫn của Bộ Y tế và có đồng thời có sự giám sát của kiểm soát nhiễm khuẩn. Một block như thế là bọn em khoảng là 10 đến 12 người làm vệ sinh, lau chùi và cắt tầng và 2 người là chuyên phụ trách vận chuyển rác. Công ty tụi em đã có quy định rồi. Trước khi đi thu gom rác là công ty đã chuẩn bị đồ bảo hộ cho chúng em đầy đủ. Và khi đến tới chỗ kho rác của bệnh viện dã chiến này là tụi em phải xịt khử khuẩn rồi tụi em mới bốc lên xe. Bốc xong tụi em phải xịt khử khuẩn lại rồi tụi em thay đồ ra rồi tụi em mới đi về. Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và xây dựng An Sinh cho biết, đơn vị được giao nhiệm vụ thu gom rác y tế và rác thải có nguy cơ lây nhiễm, còn gọi là rác COVID tại 48 bệnh viện và trung tâm y tế, 3 bệnh viện điều trị bệnh nhân F0, 32 cơ sở khách sạn và khu cách ly tập trung F1. Mỗi ngày, đơn vị thu gom từ 1,6 tấn đến 3,5 tấn rác y tế, từ 3 đến 6 tấn rác COVID. Toàn bộ lượng rác nguy hại được thu gom vận chuyển đưa về lò đốt rác thải y tế đạt chuẩn theo quy định của Bộ Y tế và Bộ Tài nguyên Môi trường, được đặt tại huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. Trong quá trình xử lý, để tránh tình trạng trộn lẫn rác thải y tế vào chung rác thải sinh hoạt, việc phân loại rác luôn được chú trọng. Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng cho biết, việc tổ chức phân loại, lưu giữ, thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải trên địa bàn Đà Nẵng luôn đảm bảo theo các quy định, nhất là rác y tế phát sinh do dịch COVID-19. Sở luôn theo dõi sát sao để có sự chỉ đạo kịp thời những vấn đề phát sinh.